It's a boy, hi everyone. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay buổi sáng ông nội sẽ cho Sa và Sơ thưởng thức mít đây các bạn. Rồi bây giờ ông nội sẽ cho Sa và Sơ cùng ăn đây các bạn. Rồi, để ông ấy cho nhá. Từ từ. Sơ ngồi. Oh.